tất cả chư phật có mũi không bờ mé đến được tự tại bờ bên kia của chư phật tất cả chư phật có lưỡi rộng dài vang ra âm thanh vi diệu khắp cùng pháp giới tất cả chư phật có thân không bờ mé ứng khắp tâm chúng sinh đều khiến cho họ đều thấy được tất cả chư phật có ý không bờ mé trụ nơi pháp thân bình đẳng vô ngại tất cả chư phật có giải thoát vô ngại không bờ mé thị hiện đại thần tông lực vô tận Tất cả chư Phật có thế giới thanh tịnh không bờ mé, tùy chúng sinh ưa thích, hiện ra các cõi Phật, đầy đủ vô lượng, đủ thứ sự trang nghiêm mà ở trong đó không sinh tâm nhiễm trước. Tất cả chư Phật có hạnh nguyện Bồ Tát không bờ mé, đắc được trí huệ viên mãn, du hí tự tại, đều thông đạt tất cả Phật Pháp. Phật tử, đó là 10 thứ Phật Pháp không bờ mé khắp cùng Pháp giới của Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác. Phật tử, chư Phật Thế tôn có mười thứ niệm niệm sinh ra trí huệ. Những gì là mười, đó là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới từ trên trời giáng xuống. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới Bồ Tát Thọ Xanh tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới xuất gia học đạo tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới dưới cội bồ đề thành đẳng chánh giác tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới giáo hóa chúng sinh cúng dường chư phật tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới bất khả thuyết đủ thứ thân phật tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ sự trang nghiêm vô số sự trang nghiêm tất cả trí tạng tự tại của như lai tất cả chư phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng sinh thanh tịnh, tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, đủ thứ căn tánh chư Phật ba đời, đủ thứ tinh tấn, đủ thứ tu hành hiểu biết ở trong ba đời thành đẳng chánh giác.